từ con rùa vàng. Nào, con rùa vàng. Trước khi vào bài thì chúng ta cũng tìm hiểu một chút về con rùa vàng. Cái phần này trong Kinh Mi Tiên là phần lấy những ví dụ mà về các cái loài vật, các cái thứ để có thể làm ví dụ để dẫn vào Phật Pháp được. Thì bài này là Tỳ Kheo Na Tiên lấy hình ảnh của con rùa vàng, từ con rùa vàng rút ra từ bài học cho những người đệ tử Phật tu học Phật. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu một chút về cái con rùa vàng này. Thì rùa vàng là một cái loại thú hoang dại mà bây giờ gọi là cũng là quý hiếm, cần được bảo vệ. Nó cũng có giá trị về mặt kinh tế. Và hiện nay người ta nói là rùa vàng đang bị cái nguy cơ là tuyệt diệt do cái tình trạng đi săn bắt rất là nhiều. Tại vì nhiều người giờ có cái thú chơi, nhất là những đại gia có cái thú để chơi nuôi rùa vàng làm cảnh đấy, các đại chúng chơi thú cảnh, cho nên họ săn lùng mua vì họ nghĩ là nuôi rùa là sẽ được nhiều cái may mắn. Vì con rùa là một trong tứ linh, bốn cái con vật linh theo cái truyền thống văn hóa của Á Đông là Long, Ly, Quy, Phụng. Long là rồng, Ly là con ly, Quy là con rùa, Phụng là con phượng đấy. Đó là bốn con vật linh. Thế con quy tức là con rùa là một trong bốn con vật linh, cho nên người ta nghĩ rằng nuôi rùa, nhất là con rùa vàng, thì sẽ được nhiều may mắn, được những cái sự phù hộ tốt đẹp. Nào, rùa mà lại rùa vàng nữa chứ. Đó, cho nên người ta đi săn lùng, người ta nuôi. Thế một mặt nữa thì cái con rùa vàng này nó cũng có giá trị về mặt y học, tức là nó có thể làm thuốc chữa được một số bệnh. Thế cho nên người ta cũng mua nó về để làm thuốc đấy. Đó. Thế vì thế mà cái loại rùa này bây giờ là hiếm, thưa đại chúng, là hiếm. Thế và chúng ta biết ý, trong văn hóa thì con rùa cũng được dùng rất nhiều. Wow. Đấy, có cái câu thơ thế nào? Thương thay thân phận con rùa mà, trên đình đội hạc, dưới chùa đội bia. Nghe không? Con rùa ở trên đình, ai ở đây mà ở nhà quê thì đến đình làng ấy, bao giờ cũng có. Trên đình thì đội hạc, con hạc nó đứng lên trên lưng con rùa, ở trước cái bàn thờ đấy. Đấy. Thế mà ở chùa thì con rùa đội bia, ở văn miếu con rùa cũng phải đội cái bia, rất là nặng. Đó. Thì người ta gọi là thương cái thân phận con rùa, đã chậm chạp, đã rất là thiệt thòi mà lại phải bị đè nén như vậy đấy. Đội bia, đội hạc, đó, người ta nghĩ thế. Thế rồi con rùa thì trong văn hóa thì cứ ai mà chậm chạp thì người ta gọi là gì? Chậm như rùa, đúng không? Lề mề chậm chạp thì gọi là chậm như rùa. Đó. Thế và con rùa thì nó cũng có một cái đặc tính là nó sống rất là lâu, rất là dai. Chúng thấy như là ở nước chúng ta, đất nước ta ở Hồ Gươm mà có mấy cụ rùa sống đến mấy trăm năm, vào còn có gọi là rùa thần nữa, vào những con rùa nào mà sống được khoảng độ 300 năm ấy là gọi là rùa thần, mà sống khoảng 500 năm ấy gọi là linh quy, tức là con rùa linh, linh thiêng đặc biệt. Đó, người ta cho là như vậy. Thế mà kính thưa đại chúng ấy, trong Kinh Phật, Đức Phật cũng dùng nhiều cái ví dụ có liên quan tới hình ảnh của con rùa. Con rùa. Ví dụ có một cái bài kinh Đức Phật nói về cái thân người chúng ta rất là khó được. Thân người khó được. Nhân thân nan đắc. Đức Phật ví dụ giống như là có một con rùa bị mù hai mắt. Con rùa nó đã chậm chạp, nó lại bị mù hai mắt, nó ở dưới đáy của đại dương. 100 năm con rùa mù ấy mới được ngóc đầu lên trên mặt biển một lần. Trên mặt biển có một cái khúc gỗ mục, nó thủng một cái lỗ. Có một cái lỗ hổng ở cái khúc gỗ, nên trôi giạt lênh đênh trên mặt biển như vậy. Đức Phật nói làm sao để cái con rùa mù này 100 năm ngóc đầu lên mặt biển mà nó chui được vào cái lỗ hổng của cái bọng cây đấy, cái khúc gỗ đấy, khúc cây đấy. Đấy, thì làm người còn khó hơn là con rùa mù chui được vào cái bọng cây đấy. Thế cơ mà thưa đại chúng, chúng ta thấy con rùa mù chui được vào bọng cây đó là khó lắm. Có lẽ còn khó hơn mình trúng xổ số độc đắc ấy, phải không? Thế nhưng Đức Phật nói rằng để được làm người, khi mất thân người này rồi mà được làm người trở lại còn khó hơn cả cái con rùa mù chui vào bọng cây. Đó, đây trong kinh Đức Phật nói thế này nè. Ta tuyên bố rằng, này các tỳ kheo,
còn làm mau hơn, đó là việc con rùa ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào khúc gỗ cây có lỗ hổng ấy. Còn nó còn như vậy còn dễ hơn là kẻ ngu khi một lần đã rơi vào đọa xứ để được làm người trở lại. Kẻ ngu, kẻ ác, một lần mất thân người rơi vào đọa xứ thì khó hơn con rùa mù chui được vào cái bọng cây đấy. Thế cho nên đại chúng phải thấy chúng ta hôm nay được cái thân người này là một cái điều may mắn vô cùng, phải không? Hơn cả những cái loại trúng xổ số gì đó bây giờ, phải không? Thế nhưng mà rất nhiều người có thân người rồi không biết trân quý, không biết dùng thân người này để làm sao cho được lợi ích. Chúng ta dùng thân người một cách phung phí bừa bãi, tàn hoại cái thân này, không được lợi ích gì cho mình, không được lợi ích gì cho người, lợi ích cho đời, không được cái gì lợi ích. Kết thúc cuộc đời để lại một cái hậu quả rất nặng nề cho tất cả, cho gia đình, cho mọi người, nhiều người như vậy, thưa đại chúng. Cho nên Thầy nói được cái thân này quý lắm, Phật mới gọi là nhân thân nam đắc mà, cực kỳ là quý, khó lắm thưa đại chúng. Đấy, chúng ta cứ nhớ hình ảnh con rùa mù chui được vào bọng cây, nó khó khăn thế nào, thì chúng ta được cái thân này nó quý lắm. Cho nên vì được thân như thế phải biết ơn cha, ơn mẹ, ơn bao nhiêu người, rồi phải biết dùng cái thân này làm sao cho nó lợi ích nhất. Thầy nói gọi là dùng thân này cho nó hiệu quả nhất, không uổng phí mới được. Đó, Đức Phật nói thế đấy, nghe không? Vì sao mà lại khó như vậy? Vì Đức Phật nói thế này, vì rằng ở đấy không có pháp hành, chánh hành, thiện nghiệp, phước nghiệp. Ở đấy này các tỳ kheo chỉ có ăn nuốt lẫn nhau, chỉ có kẻ yếu bị ăn thịt. Đó, khi chúng ta bỏ mất thân người này, chúng ta rơi vào đọa xứ. Đọa xứ tức là ba đường ác: địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Thì ở ba đường ác này không có pháp hành, không có chánh hành, không có thiện pháp, thiện nghiệp, không có, thưa đại chúng. Thế cho nên ấy, làm sao chúng ta cứ đọa mãi, trôi chìm mãi, chìm mãi, ngóc được cái đầu lên để làm người vô cùng khó, thưa đại chúng. Vô cùng khó, không phải đơn giản, không phải là đơn giản. Đó. Thế cho nên chúng ta phải khéo, phải gắng mà tu. Có cái thân này đây, phải dùng cái thân này ngay, lợi ích ngay. Ngày ngày dùng thân này được lợi ích, không để nó buông tuồng, không để nó rông rỡ, không để nó tạo ra những cái ác nghiệp. Đại chúng phải nhớ như vậy. Cái đây là cái lời Đức Phật gọi là tha thiết nói cho chúng ta đấy, đau đau đấy. Thế rồi cũng có một cái ví dụ nữa, Đức Phật nói về hình ảnh con rùa. Khi mà có một con dã can, nó đi nó gặp một con rùa nó nhìn thấy con dã can thì nó liền rụt cổ vào, rụt đầu vào trong mai, trong cái mu rùa. Thế và chân nó cũng rụt vào. Đại chúng thấy con rùa nó đặc biệt là nó có cái hệ thống mai, mu của nó và cái xương của nó đó rất là rắn chắc. Đó, nó rụt vào cái, thế là con dã can đến không làm gì được. Có dùng mũi hất nó thì nó cũng lăn lông lốc thôi, không làm gì được nó cả. Đấy. Thế và con dã can đành phải bỏ đi. Thì Đức Phật lấy cái hình ảnh con rùa như thế này để dạy cho chúng ta, nhất là những hành giả tu hành đệ tử Phật, học ở cái con rùa cái chỗ này. Khi chúng ta làm sao? Khi chúng ta đối diện với tất cả những các cái giặc ngoại trần, và sáu căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần. Sáu trần này nó thật sự là nó có thể làm hại chúng ta, nó có thể bắt chúng ta cướp hết công đức của chúng ta, gọi là giặc sáu trần, cướp công đức. Con mắt, hình sắc bên ngoài nó qua lỗ con mắt chúng ta, nó cướp công đức của chúng ta. Đây là chúng thấy biết bao nhiêu người để con mắt rông rỡ, không chịu thu con mắt về, con mắt chạy theo những cái hình ảnh không tốt, cuối cùng là phạm tội. Cái lỗ tai cũng thế. Cho nên Đức Phật mới nói là người tu hành phải học cái con rùa. Đối với tất cả những cái gì nguy hiểm của sáu trần thì phải biết rụt vào trong mai, phải biết quay về. Cho nên Đức Phật nói này, này các tỳ kheo, ác ma nó thường xuyên trong tư thế rình rập các ông với ý nghĩ rất có thể ta nắm được cơ hội để bắt gặp từ con mắt, từ lỗ tai, từ cái lưỡi,
vân vân, hay tự ý nghĩ. Do vậy, các tỳ kheo hãy biết sống hộ trì các căn. Khi nào các ông sống hộ trì 6 căn, thời ác ma nhàm chán các ông và sẽ bỏ đi, không nắm giữ được cơ hội như con dã can đối với con rùa vậy. Đấy. Đức Phật dạy ấy, một vị tỳ kheo là đại diện và tất cả những người đệ tử Phật mà có ý thức tu hành, thì làm sao chúng ta phải biết hộ trì 6 cái căn này, hộ trì cho căn mắt, hộ trì cho căn tai, mũi, miệng, lưỡi, thân đều phải hộ trì, bảo vệ nó, đừng thả rông rỡ nó mà ma nó bắt đấy. Ma nó bắt đấy thưa đại chúng. Nó rình, ma ác ma nó luôn luôn rình rập. Nhất là cái thời đại bây giờ, vật chất sung mãn thế này thì ác ma nó đầy nhan nhản thưa đại chúng. Đấy, nó đầy nhan nhản, nó có thể rình và nó bắt mình mất lúc nào không biết. Đó. Có những người rất là tinh tấn tu tập nhưng mà chỉ một hai ngày đi ra ngoài chơi bời, rông rỡ, xem phim, xem ảnh xong về là thối mất tâm tu luôn thưa đại chúng. Đấy là ác ma nó bắt đấy. Đi ra ngoài ăn chơi giao du chỉ một hai lần thôi, thế mà rồi về là tâm tu nó bị hỏng luôn, thối luôn, ma nó bắt rồi. Đó, cho Đức Phật dạy mà. Thế rồi cũng câu chuyện con rùa để Đức Phật nói về Niết Bàn. Rất nhiều người ta tranh cãi về cái Niết Bàn của Phật giáo. Họ nói là Niết Bàn là gì? Không có thật, chỉ là cái gọi là vẽ ra. Đạo Phật vẽ ra Niết Bàn để mà khuyến rủ mọi người. Thì Đức Phật đã lấy cái ví dụ giống như con rùa với con cá đấy. Con rùa nó đi chơi ở trên đất cạn, trên đất liền này, đất khô. Đi chơi một dạo một hồi xong nó về bên bờ hồ. Thì con cá mới ngóc đầu lên mới hỏi anh rùa anh đi đâu đấy. Bảo tôi đi chơi ở trên đất khô, trên đất cạn. Thì con cá nó mới hỏi đất cạn là cái gì? Thì anh rùa bảo đất cạn nghĩa là nó khô ráo này này. Đất nó khô ráo, nó không có nước như này. Thế con cá bảo tôi chưa từng bao giờ tôi thấy đất mà lại khô cả. Là không có đất khô. Thế con rùa nó bảo có, tôi đi có. Nhưng con cá nó bảo không, tôi không thấy. Con rùa bảo tôi có đi, nhưng con cá bảo không thấy. Thế và con cá nó hỏi là thế này, đất tôi đi ở dưới nước này tôi thấy đất mới bùn, nó chỉ có nhão như này thôi chứ. Thế ở đất ở trên anh đi trên nó có nhão? Con rùa bảo không, nó không nhão như thế. Vào. Thế rồi nó hỏi thế đất khô thì nó có mát mẻ êm dịu như ở dưới hồ này không? Thì con rùa cũng bảo là không. Đấy, thế rồi nó lại hỏi tiếp, thế đất khô thì nó có trong suốt nên mà để cho ánh sáng xuyên qua được thế này không? Con rùa nó cũng bảo là không. Thế rồi nó nói thế đất khô nó có mềm mại để cho tôi quẫy đuôi như này được không? Con rùa nó bảo cũng là không. Đó, đại chúng. Một hồi thế rồi nó hỏi thế đất khô nó có trôi chảy như thế này để tôi bơi lượn, để cho tôi vượt sang nước này không? Không, con rùa bảo không. Nó lại hỏi thế đất khô nó có nổi sóng lên như thế này để cho tôi dẫn sóng không? Con rùa bảo không. Đấy. Thế là con cá cuối cùng là nó kết luận như vậy, tôi nói thật anh làm gì có cái dạng gọi là đất khô. Tôi hỏi cái gì anh cũng bảo không thì tức là không có đất khô, không có đất khô mà. Kết luận như vậy. Thế con rùa nó bảo thôi, tôi cũng chịu anh đấy, nhưng chỉ có khi nào anh nhảy lên bờ hoặc có ai ta bắt anh nó quăng anh lên bờ, anh lúc anh sẽ biết thế nào là đất khô. Đó. Mà thực sự là có đất khô. Thế Đức Phật có lấy cái ví dụ câu chuyện này giữa con rùa con cá để nói rằng có những cái nó thực sự là tồn tại, nhưng mà với cái nhận thức của mình, với cái trí tuệ, cái đầu óc của mình không thể nhận thức nổi. Nhưng chúng ta không thể vì thế mà phủ nhận nó không có. Tại chúng thấy giống như bây giờ, cách đây khoảng độ 70-80 năm mà nói đến điện thoại di động này, ai ta tin? Tại chúng thấy không? Người ta bảo là, mình bảo là ngồi tại đây mà có thể nói chuyện với tận cả bên Pháp, bên Anh, ai ta tin? Tôi ngồi đây tôi có thể biết được, nhưng không ai tin hết. Người ta bảo đấy là cái chuyện bịa đặt, viển vông. Đó. Thế nhưng bây giờ nó là sự thật. Bây giờ là sự thật. Đó. Không ai tin cả. Cách đây 70 năm, 80 năm, không ai biết cái này là cái chuyện gì. Không thể hiểu nổi. Đó. Thế nhưng bây giờ nó là sự thật, nó minh chứng. Cái điện trường, sóng từ trường, cả hàng trăm năm trước người ta chưa biết. Bây giờ thì nó là sự thật. Đó. Thế cho nên chúng ta thấy có những cái nó là thật,
mà chúng ta chưa thể nhận thức được thì chúng ta cũng không được vội phủ nhận. Cũng giống như Niết Bàn, Đức Phật và các bậc thánh đã chứng đạt Niết Bàn, các ngài không nói dối chúng ta. Niết Bàn là chân thật. Và thế nhưng mà nhiều người, kể cả nhiều học giả, họ không tu hành cho nên họ cũng nói là Niết Bàn là cái mà tôn giáo, mà Phật giáo vẽ ra để dẫn dụ người. Chứ làm gì có Niết Bàn thật đâu. Đấy, thì đấy để chúng ta thấy là có rất nhiều cái vấn đề. Và Đức Phật lấy ví dụ về con rùa với con cá để chỉ ra cho cái điều này để chúng ta thấy. Và chúng ta hãy biết vượt qua chính cái nhận thức nhỏ nhoi của mình. Và có những cái chúng ta phải đặt lòng tin. Ngay các Đại Bồ Tát nhiều khi cũng phải đặt lòng tin, chứ không phải là đã có đầy đủ trí tuệ để nhận được những điều Đức Phật dạy đâu. Và lúc ấy là phải đến cái lúc mà đặt lòng tin đấy, thưa đại chúng. Tin rằng Đức Phật là con người chân thật, không nói dối. Tin rằng các vị Bồ Tát Thánh Tăng là những người chân thật, không nói dối. Đạo Phật của chúng ta là đạo chân thật mà, phải không? Không được nói dối. Nói dối là phạm vào giới luật. Đó, những người chân thật như vậy, họ nói là nói sự thật. Và chúng ta đủ lòng tin. Đó. Thì như vậy là qua đây chúng ta hiểu thêm một chút về con rùa, và con rùa trong đời sống, và con rùa trong văn hóa, con rùa trong Phật giáo. Để hôm nay chúng ta sẽ xem hai vị trí giả này họ sẽ học được từ con rùa cái gì nhé. Bây giờ thỉnh đại chúng cùng vào văn kinh. Thầy xin đọc văn kinh. Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Milanda rằng: về rùa vàng chỉ có một điều là nó sợ nước, đi đâu cũng tránh nước. Nó có tuổi thọ lâu dài là do nhờ ít uống nước hay không uống nước. Cũng vậy, bậc hành giả chớ nên đắm mình trong sự rẻ ruôi, hằng sợ hãi trong sự rẻ ruôi, thì sẽ được tăng trưởng tuệ mạng, sẽ thành tựu Niết Bàn vô sinh bất tử. Bài kinh này ngắn thế thôi, thực ra nó chỉ có gọi là hai câu thôi, không có dài. Vào bây giờ chúng ta cùng phân tích bài kinh này. Thứ nhất ý, là Tỳ kheo Na Tiên nói về con rùa vàng. Đặc tính của cái con rùa vàng này, nó sợ nước, nó không ưa nước. Và chúng ta biết có thể rùa nó cũng gần như không uống nước đâu. Nó chỉ hít thở hô hấp, nó hô hấp qua da thôi. Có rất nhiều loài không uống nước, đại chúng thấy không? Đó, có rất nhiều loài có uống nước đâu, nó vẫn tồn tại. Đó, chứ không phải là cứ phải uống nước đâu. Có nhiều loài nó không uống nước, nhưng nó hô hấp qua da của nó. Nó hấp thụ hơi nước qua da, qua hơi không khí thở của nó. Đấy, chứ nó không uống nước trực tiếp. Đấy, thì con rùa này cũng thế. Cái con rùa vàng này nó rất là sợ nước. Thầy thì chưa nuôi rùa vàng thì không biết, nhưng đây là theo Tỳ kheo Na Tiên nói thì chắc là nó cũng đúng thôi. Nếu mà cho nó quẳng xuống nước là khi nó chết. Rùa nó không phải là cái loài mà nó chỉ sống dưới nước, mà không phải cái loài đấy. Đó. Thế và sở dĩ mà nó sống được lâu như vậy là nhờ nó không có uống nước. Đấy. Thế chúng ta thấy là rất là đặc biệt, phải không? Rất là đặc biệt. Và chúng ta thấy rùa đúng là cái loại mà động vật sống lâu. Người ta nói rằng có những con rùa có thể sống đến cả ngàn năm. Thế và khoa học thì người ta nghiên cứu những cái loại động vật ấy mà có phổi thở ấy, thì những cái loại nào mà thở càng chậm, càng nhẹ thì loại ấy thường có tuổi thọ cao. Đấy. Thế còn những loại mà nó thở hổn hển, thở gấp ấy là tuổi thọ không cao. Ví dụ như là con chó, đại chúng thấy con chó nhà mình nuôi nó thở rất là gấp, nó thở rất ngắn, hơi thở rất ngắn, rất ngắn, rất ngắn, thì chó không có tuổi thọ cao. Con rùa hơi thở của nó rất là nhẹ, gần như không ai cảm được thấy hơi thở của con rùa cả. Có như không, thở có như không thì người ta bảo con rùa nó thở như thế cho nên nó sống rất là dai. Tương tự cũng giống như người tu khi mà vào thiền rồi đấy. Khi vào thiền thì gần như cái hơi thở từ lúc nó rất là thô, nó phì phò rất là thô, nhưng mà sau này khi mà nó tâm nó an tĩnh rồi thì hơi thở dần dần nó lắng dịu và có những lúc cảm giác như không còn hơi thở. Thế và thật sự những người mà nhập được vào những cái định sâu thì hoàn toàn dừng hơi thở, thưa đại chúng. Dừng hơi thở dừng và mạch đập cũng dừng luôn. Thế nhưng người ta vẫn sống. Đó, vẫn sống, thưa đại chúng. Không phải là không sống.
Trong nhà thiền có kể câu chuyện có cái vị thiền sư mà ngồi thiền dưới một cái gốc cây. Khi mà Ngài nhập đại định xong rồi á, thì cứ thế là ngồi yên thôi. Và sau đó cái cây nó mọc rễ, nó phủ, nó chùm lên Ngài, Ngài nằm ở trong cái bọng cây luôn, cái gốc cây luôn. Về sau này á, bao nhiêu năm sau, chứ Trần Báo nó mới làm đổ cây đó, trôi giạt trên sông, dân người ta kéo lên, người ta mới xẻ ra, đến lúc xẻ ra thấy có mớ tóc trong đấy, nó giật mình bảo đúng là tóc người rồi. Thế là họ làm thật khéo, họ tách thật khéo, cuối cùng họ mở ra thì thấy một cụ thiền sư vẫn ngồi trong đó. Đó, thưa đại chúng, khủng khiếp. Như vậy là lên đến cả mấy trăm năm, có phải ít đâu, đó, vẫn sống. Hay là trong truyền thuyết Phật giáo mình cũng đang nói là Ngài Tổ sư Ca Diếp ấy, bây giờ Ngài vẫn đang nhập định ở núi Kê Túc, đang giữ bình bát của Đức Phật, y áo của Đức Phật để truyền lại cho Phật Di Lặc sau này, của Phật Thích Ca, giữ bình bát y pháp của Đức Phật Thích Ca để sau này Phật Di Lặc ra đời trao lại cho Phật Di Lặc. Mà từ nay đến khi Phật Di Lặc ra đời là bao nhiêu triệu năm nữa, thưa đại chúng, có phải ít đâu. Đấy, cho nên cái sức thiền định thì nó hay lắm. Người ta có thể hoàn toàn không thở nhưng người ta vẫn sống được. Thì chúng ta mới thấy là cái sự sống nó rất là mầu nhiệm, nó không phải là cái đơn giản. À, như chúng ta hiểu là cứ phải thế này, phải thế kia. Sự sống nó rất là kỳ diệu, rất kỳ diệu. Đó. Thế thì ở đây á, Tỳ Kheo Na Tiên á, liên hệ cái việc con rùa vàng nó không uống nước, nó sợ nước, nó tránh nước mà nó được sống lâu. Thì một hành giả tu hành, đặc biệt là một vị tỳ kheo tu hành phải thế nào? Na Tiên nói rằng, cũng vậy bậc hành giả chớ nên đắm mình trong sự rẻ ruôi, hằng sợ hãi trong sự rẻ ruôi, thì sẽ được tăng trưởng tuệ mạng, sẽ thành tựu niết bàn vô sinh bất tử. Trước hết thì Thầy xin định nghĩa cho đại chúng về cái chữ rẻ ruôi. Đây cũng là có thể là cái từ mới, nhiều người chưa nghe bao giờ. Có chỗ thì gọi là rẻ ngươi, trong văn kinh này gọi là rẻ ngươi, rẻ ruôi. Thì rẻ ruôi nghĩa là gì? Rẻ ruôi nó chính là cái trạng thái gọi là lừ đừ, vào trạng thái buông trôi, trạng thái không tập trung, trạng thái mà lăng xăng, đó, lười biếng, đó, không sốt sắng, không cố gắng, trì trệ. Đó, đấy, những cái trạng thái đó, không tập trung vào bất cứ cái việc gì hết ấy. Không có một cái việc gì là việc trọng tâm cả. Đó, mặc dù cái việc đó là việc mà trong cái khả năng của mình, nhưng mà cái người này cũng rất là lười biếng, ngại khó, ngại khổ, chần chừ. Đấy gọi là rẻ ruôi, cho đại chúng nha. Cái chữ rẻ ruôi nữa. Và cái nghĩa rất căn bản của rẻ ruôi tức là lười biếng. Mình nói thẳng là lười biếng. Vào. Đấy. Nhá. Để chúng ta hiểu cái chữ rẻ ruôi. Người tu hành, vì hành giả phải sợ hãi cái sự rẻ ruôi này. Đó. Sợ hãi rẻ ruôi này. Thầy nói ví dụ, rẻ ruôi á, nó có thể như là học sinh đi học, học sinh hay sinh viên đi học, thì việc học chính là việc chính, lại không học. Nhưng mà đi chơi bài, đi chơi game, đi đàn đúm, picnic vân vân thì hăng hái lắm. Còn việc học là việc chính thì lại bỏ bệ. Đấy cũng gọi là rẻ ruôi. Đó, một người khi đi làm rồi, làm công nhân, làm viên chức rồi, thì công việc chính của mình không chú trọng, không để tâm vào, sao nhãng, lười biếng, ngại việc, ngại khó, ngại khổ, đùn đẩy, dựa việc cho người khác. Đấy cũng gọi là rẻ ruồi, nhớ đại chúng. Đó. Thế và đối với người tu hành, kể cả tăng sĩ, việc chính của mình là việc tu tập, thực hành pháp, học pháp và thực hành pháp, không chịu thực hiện, không nỗ lực, không cố gắng trong việc đó, toàn lăng xăng những việc ở đâu đó. Đây cũng gọi là rẻ ruồi. Ví dụ bây giờ có nhiều người đi tu, thì cái công phu tu tập là chính, giữ giới thiền định học pháp là chính, là căn bản, thì không chịu. Nhưng mà rất thích cái việc chỉ chuyên đi làm từ thiện, chuyên nuôi trẻ mồ côi,
Đó, cái đó cũng là rẻ ruồi đấy thưa đại chúng. Tu đâu phải là để chỉ làm từ thiện đâu. Người tu là phải biết rõ mục đích của mình là tu tập đạt được trí tuệ, cắt đứt phiền não, giải thoát luân hồi sinh tử. Đó mới là mục tiêu chính. Mình phải đạt được giác ngộ thì mình mới cứu giúp được người khác. Thực sự mà nói thì cái việc từ thiện là để dành cho Phật tử, dành cho rất nhiều người trong xã hội người ta làm. Nhưng bây giờ cũng nhiều sư nhà mình đi tu chỉ nghĩ làm từ thiện thôi, suốt ngày làm từ thiện, không nhớ đến công phu tu tập, không nhớ, không học thiền định, không chú trọng vào giáo pháp, không thực hành pháp chút nào, không soi sáng tâm mình, không quản lý tâm mình, không điều phục tâm mình. Đó. Thế rồi có nhiều người lại lấy cái việc đi kết giao với người đời, kết giao với người đời, kết thân với người tại gia, làm anh, làm em, làm cha, làm mẹ của mình, cho đấy là hay, là giỏi. Cái đấy cũng gọi là rẻ ruôi, thưa đại chúng. Đấy, như vậy là chúng ta lười biếng trong cái việc chính, lăng xăng lộn xộn cũng là rẻ ruôi. Rồi ngại khó, ngại khổ, ngại việc cũng là rẻ ruôi. Đấy, cái từ rẻ ruôi nó rộng đến như vậy, thưa đại chúng, chứ không phải ít đâu. Thế thì bây giờ chúng ta mới thấy, thực sự mà nói rẻ ruôi á, cái lười biếng này á, nó không phải là ít người mắc phải đâu. Cái bệnh lười, cái bệnh rẻ ruôi này ấy, nhiều người lắm đấy thưa đại chúng mắc phải. Có thể nói thành căn bệnh, mà bệnh cũng nặng đấy ở nhiều người. Ngược lại với rẻ ruôi đó là tinh tấn. Trái ngược với rẻ ruôi là tinh tấn. Thì chúng ta thấy sự tinh tấn, cái người tinh tấn không phải là nhiều. Cái người lười biếng, cái người trễ nải, giải đãi là nhiều. Lăng xăng, bỏ việc là nhiều. Đùn đẩy là nhiều. Và chúng ta kiểm xem, trong chúng ta nhiều khi cái bệnh rẻ ruôi này cũng có đấy. Và có thể là nặng nữa đấy. Làm thì chọn việc còn con, mà ăn thì chọn những miếng làm thì chọn việc còn con, thì ăn thì chọn những miếng ngon mà ăn. Đấy là rẻ ruôi đấy. Ăn thì chọn những món ngon, mà làm thì chọn việc còn con mà làm. Đấy là rẻ ruôi, lười biếng, đùn đẩy việc cho người khác. Đó. Thế và chúng ta biết thì những cái người mà lười biếng rẻ ruôi này thì sao? Nó khiến cho người ta trở thành những người thụ động, thụt lùi đối với thời đại, và biến chúng ta trở thành cái người dần dần không có ích gì cho xã hội, trở thành gánh nặng cho xã hội. Ở trong nhà thì những người lười biếng rẻ ruôi này là gánh nặng của gia đình, ở xã hội thì cũng là gánh nặng của xã hội. Với thanh niên tuổi trẻ bây giờ thì cái bệnh lười biếng, cái bệnh rẻ ruôi này ấy, nó khiến cho thanh niên ấy trở nên là gì? Cái nhân cách nó rất là kém cỏi, sống không có ý chí, không có sự vươn lên, gọi là bị một cái lỗ hổng của nhân cách đấy. Chúng ta nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, khi bác ấy rất là quan tâm đến thanh thiếu niên, bác dạy thanh thiếu niên là phải trừ bỏ cái lười biếng, và lười biếng không thể nào khiến chúng ta trở thành người tốt được. Và một người mà lười biếng thì không thể nào xây dựng cái đất nước này trở thành giàu đẹp, văn minh, hùng cường được, không thể. Cho nên bác mới dạy thanh thiếu niên phải sao? Thanh thiếu niên phải ham học, ham làm, ham tiến bộ. Đấy, thanh niên, thiếu niên phải ham học, ham làm, ham tiến bộ. Từ cuộc đời của bác, một cuộc đời chăm chỉ, kiên cường, nếu theo đạo Phật mình gọi là rất tinh tấn trong cái mục tiêu của mình đặt ra. Đó. Thế thì bây giờ để chúng ta như vậy, chúng ta đã hiểu hai cái từ rẻ ruôi, hay còn gọi là rẻ ngươi, ở đây gọi là rẻ ruôi, mà trung tâm chính của cái rẻ ruôi là cái tính lười biếng. Vậy bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu xem á, cái lười biếng này á, nó ở nguyên nhân ở đâu mà ra. Thế thì lười biếng rẻ ruôi nó cũng có một số cái nguyên nhân thế này. Cái thứ nhất ý, thầy phân tích này để đại chúng cùng cũng nghiên cứu thêm, tư duy thêm.
thân thể con người chúng ta nó được cấu tạo bằng vật chất tứ đại, có phần tinh thần và phần vật chất. Vật chất là tứ đại. Tứ đại là đất, nước, gió, lửa. Thì cơ bản ấy, cái tính chất của tứ đại là tính ì, nó không có năng động, nó rất là thụ động. Đại chúng thấy không? Cục đất để đâu nằm đấy, phải không? Nước đổ đâu thì nó cũng nằm đấy. Có chỗ nào trũng mà nó nghiêng sang được thì nó mới chảy, còn không thì để đâu nằm yên đấy, chứ nó có tự chạy đi đâu. Đấy. Mà thể chúng ta, thân thể chúng ta đa phần là đất với nước là chính, phải không? Đó. Cho nên ấy, chúng ta bị ngấm cái tính ì của đất và nước. Thân chúng ta thực ra mà nói là một cục đất, phải không? Nó đang ngồi chỗ nào rồi nó cũng muốn ngồi ì đấy. Đứng dậy là ngại lắm rồi đấy. Mấy cụ lớn lớn tuổi bây giờ ngồi chỗ nào thì muốn ngồi yên, cứ bắt đứng lên ngồi xuống ngại lắm. Đến ngại là nó bắt đầu lười rồi đấy. Thế là cái tính ì của tứ đại. Tứ đại bản chất nó có cái tính ì ạch ấy. Nó không năng động, không, nó rất là thụ động. Đó. Thế cho nên khi chúng ta nhập thân người mang cái xác phàm này á, là nó đã sẵn có cái tính ì rồi. Các đại chúng nhớ, cái tính ì là tính lười đấy. Đấy là cái đầu tiên. Cái đầu tiên, ngại động chân cất tay, ngại vận động. Thực sự là như vậy đấy, thưa đại chúng. Nó ì quen rồi. Bản chất của tứ đại, của vật chất là ì. Tuy rằng từng nguyên tử, từng phân tử của nó thì có vận động, nhưng mà tổng thể thì nó lại là ỉ. Đấy, hòn đá để đâu để nằm yên đấy, không bê thì nó cứ nằm đấy thôi, nó có chạy đâu. Cục sắt cũng thế thôi. Đấy, cho nên chúng ta, cái nguyên nhân thứ nhất là chúng ta mang cái thân phàm phu này, cái thân tứ đại này thì nó đã sẵn có cái tính ỉ của vật chất rồi. Mà tính ỉ này là dễ khiến chúng ta lười. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, về mặt tinh thần thì cái loại tâm ích kỷ chỉ thích nhàn thân, chỉ thích hưởng thụ, thích ỷ lại, không thích cống hiến vất vả hy sinh, đấy là một cái loại tâm khiến cho chúng ta lười biếng. Một cái tâm nữa là do cái tính chỉ thích làm việc mình thích mà không thích việc mình phải làm. Đấy. Cũng khiến cho mình sinh lười biếng. Việc gì tôi thích tôi mới làm, tôi không thích thì tôi không làm. Gọi là chỉ làm việc mình thích mà không thích làm việc mình không thích. Đó. Thế cho nên đấy cũng là cái sinh ra lười. Không thích làm cái việc đấy, sinh lười biếng, nó là một cái nguyên nhân. Rồi một cái nguyên nhân nữa là do chúng ta phụ thuộc vào những cái sự đầy đủ có sẵn quá, nên không cần phải cố gắng. Cho nên thực sự mà nói, con cái nhà ai mà quá đầy đủ thì nó cũng sinh lười, thưa đại chúng. Con nhà nghèo, người ta gọi là bụng đói thì đầu gối phải bò, phải không? Nghèo phải mò đi mà kiếm ăn, đi lần. Còn nếu cái gì cũng đầy đủ hết, tự nhiên nó sinh lười. Đó, thưa đại chúng. Cho nên tại sao các tỷ phú bây giờ họ dạy con ấy, nhà rất giàu, tiền họ ăn trăm đời không hết, nhưng không cho con nhiều tiền, vẫn bắt con phải đi làm. À, đấy, những cái vị tỷ phú mà họ là sâu sắc là họ như vậy. Chứ không phải nghĩ mình giàu là cho con mình ăn chơi thoải mái, nó sẽ lười, nó không bao giờ nó vận động cống hiến cả. Đó, cho nên cái sự quá đầy đủ cũng khiến cho con người ta lười biếng, đại chúng nhớ nhé. À, cái lười đầy đủ cũng khiến cho con người ta lười biếng là một cái duyên. Rồi một cái nguyên nhân nữa là do cái việc ăn uống sinh hoạt vô độ. À, chắc táng thành quen nó cũng sinh lười biếng. Những người mà ăn uống vô độ, không? Ăn quá no, ăn quá nhiều, ăn no thì lại nằm cành, không? Đại chúng thấy không? Đấy có câu, ăn no thì lại nằm cành, có ai lấy tớ thì khênh tớ về, mấy cái anh lười. Ăn no thì lại nằm cành, nó gọi là căng ra bụng thì ra mắt nó trùng xuống lại tìm chỗ đi ngủ thôi. Cho nên cái lười nó sinh ra. Đấy, những cái anh mà ham ăn nhiều thì cũng lại là những anh cũng hay lười biếng, ngại việc. Ừ. Đại chúng ăn no thì bây giờ máu huyết nó chỉ dồn hết vào cái dạ dày để nó mải tiêu hóa thôi, chứ nó còn đâu cho ra chân ra tay để mà vận động nữa. Đầu não nó cũng không có máu nữa, hạn chế máu. Cho nên lười cả suy tư, lười cả
cả nghĩ ra các việc, cho nên nó lười hết á. Đó, cho nên là chúng ăn no không khác gì như là con gọi là mình gọi là con heo ấy, vào ăn no nó lại nằm cảnh ra đấy thôi. Đó, đấy thì do cái ăn uống vô độ cũng sinh ra một cái bệnh lười. Và ở đây một cái nguyên nhân nữa cũng rất là đặc biệt, đó chính là cái sự mà phát triển của xã hội, nhất là cái công nghệ hiện đại bây giờ. Đại chúng nghe, nhất là công nghệ thông tin, các kỹ thuật, các cái thiết bị tiên tiến hiện đại, vật chất tân tiến bây giờ đấy, nó đầy đủ hết đấy. Đại chúng thấy bây giờ robot người máy đấy, nó làm hết các việc cho con người nhiều lắm. Có khi vào trong cái nhà máy rất lớn chỉ có một vài người công nhân điều khiển thôi, còn đâu là máy nó làm hết. Đấy, chúng ta vào mấy cái nhà máy lắp ráp ô tô đấy, của bên tập đoàn VinFast đấy, chỉ có vài người công nhân điều khiển thôi, nó tự động hóa hết rồi, nó làm thay việc cho mình hết. Và bây giờ người ta còn chế tạo ra cả những cái máy đút cơm cho mình ăn đấy, là chúng ta rất và ngồi há miệng đút cơm miệng cho mình ăn. Thế thì này chúng bảo nó có lười không? Nó lười đi chứ, lười hết đấy. Cho nên con người bây giờ dễ lười vì đầy đủ, vì máy móc, vì thiết bị tối tân lo cho hết rồi. Đó, lo hết rồi. Cho nên chúng ta nó sinh ra cái bệnh lười. Ngày xưa ông bà cha mẹ chúng ta vào ngày ngày phải ra ruộng cày cấy vất vả đều bằng sức người, nhưng bây giờ thì sức máy làm cho hết rồi. Cho nên nó cũng sinh lười. Ngày xưa là cứ sáng dậy là phải bắt trâu bắt cày ra đồng rồi. Bây giờ thì có máy làm một lúc là cả cánh đồng xong hết. Cho nên chúng ta cũng lười. Máy cày, máy gặt có hết. Chứ thầy nhớ ngày xưa thầy là đi gặt lúa xong về còn đập là xạ cánh tay ra. Đấy, cứ hai cái gọi là cái néo mà đập thôi. Vất vả lắm thôi đại chúng. Đập xong rồi lại còn phải vò lúa này, vò những cái rơm á để cho nó ra lốt vào thóc. Sàng sẩy phơi phóng vất vả lắm mới có được hạt thóc mà ăn. Bây giờ thì rất là nhàn. Thế thì nhàn thế rồi thì lười, đó, lười biếng vào. Nên chúng ta mới thấy là quả thật máy móc thiết bị tân tiến hiện đại cũng góp phần là một cái duyên để cho con người sinh lười biếng. Con người sinh lười biếng. Thế cho nên chúng ta thấy giờ thanh thiếu niên bây giờ các cháu nó gọi là bèo nhèo, nó ít vận động, nó không khỏe như các cụ ngày xưa. Các cụ ngày xưa tuy thế ăn không được ngon mà cũng không được no đâu, nhưng các cụ khỏe. Còn bây giờ thanh niên nó cứ nhợt nhạt, bèo nhèo, đa phần là thế, lười không vận động. Đi về là đi học về cái là quăng cặp vào là vào giường là ôm cái điện thoại, ôm cái iPad là cứ thế thôi, là chát chít, là game viết thôi. Nó lười đấy thưa đại chúng. Đó, chúng ta thấy. Và bây giờ chẳng phải các cháu đó, nhiều người cũng có thể mắc cái bệnh này. Hiện đại nó bị thế, miên man, con người nó bị bạc nhược đấy. Đó. Và một cái nguyên nhân cuối cùng nữa ở đây thầy nói là cái nguyên nhân gọi là nghiệp tiền kiếp, nghiệp báo của tiền kiếp. Có những người kiếp trước họ có thể là những cái con vật lười biếng, kiếp trước là con lợn chẳng hạn, phải không? Con chăn chẳng hạn, con gấu chẳng hạn. Con gấu thì cứ đi mò tổ ong ăn xong rồi là nằm đó ngủ thôi. Hay con lợn ấy cứ ăn cám xong là lăn xuống cái đống phân để mà nằm thôi, ăn no lại nằm. Cho nên kiếp này cái con ấy mà tái sinh làm người thì cái người này còn dư tập khí kiếp trước, cũng lười biếng, chỉ nghĩ ăn xong mới nằm thôi. Đấy gọi là nghiệp tiền kiếp, thưa đại chúng. Cái này không phải là không có đâu, thưa đại chúng nha. Chúng ta nhớ cái cõi người chúng ta là cái chợ của rất nhiều cõi cùng đi đến đây họp chợ ở đây. Trên chư thiên xuống cũng có, phải không? Mà dưới súc sinh lên cũng nhiều, ngã quỷ tái sinh làm người cũng có, không phải không có đâu thưa đại chúng. Địa ngục, hết nghiệp địa ngục cũng có những người tái sinh lên làm người ngay, cũng có. Thế mà súc sinh lên đây thì nhiều lắm thưa đại chúng, gọi là chó gà, rồi là trâu bò, lợn rất là nhiều, không phải ít đâu. Thế những người nào tập khí từ kiếp trước ở những cái loài lười biếng tái sinh lên làm người thì từ bé sinh ra đã lười rồi, là như vậy đấy. Thế cho nên chúng ta đạo Phật là nhìn thấy đầy đủ hết, không thiếu. Như vậy chúng ta thấy cái nguyên nhân
để dẫn đến lười biếng. Và thực sự mà nói thì có lẽ rằng trong chúng ta hầu như ai cũng không ít thì nhiều đều có cái tính lười này. Wow, cái tính lười này đấy. À, chứ không phải không, trừ các bậc thánh nhân, các bậc Bồ Tát tái lai thì họ sức tinh tấn của họ ngay từ khi mới sinh ra đã có rồi. Còn chúng ta là phàm phu trong luân hồi này thì ai cũng có cái tính lười biếng. Mà cái tính lười biếng rất căn bản, đó là cái tính thụ động của vật chất, của thân thể, của cái thân thể bằng thịt này này, bằng xương này này, nó ỷ ảnh quen rồi. Đấy. Thế thì chúng ta bây giờ phải làm sao để mà khắc phục được cái tính lười này. Và kính thưa đại chúng, Thầy nói cái nguyên nhân lười đấy là nguyên chung tất cả, phải không? Và kể cả đối với người tu hành, cái bệnh lười, cái tính lười này nó cũng xâm nhập vào, chứ không phải người tu là hết lười đâu. Thưa đại chúng, trong chúng tăng á, tuy là người xuất gia là tự nguyện, tự giác, nhưng mà vẫn rất nhiều người có tính lười, phải không? Xuất gia rồi, nhưng mà vẫn lười, lười tu, phải không? Chỉ ăn là thích thôi, phải không? Đi khất thực thì hôm nào có món ngon ăn thật nhiều, xin thật nhiều, ăn được thật nhiều, về xong là ngủ, phải không? Không nghĩ đến tu. Nói đến thời khóa công phu là ngại, phải không? Sáng phải dậy sớm để thiền định, để tụng kinh là ngại, chỉ thích ngủ thôi, thích ăn, thích ngủ thôi. Thưa đại chúng, không phải là không có những người đấy đâu. Bệnh lười biếng, có thể là lúc mới xuất gia thì rất là tinh tấn, nhưng sau đó một năm, hai năm sau là bắt đầu cái tính lười nó mọc ra. À, người ta mới gọi là nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên. Năm thứ nhất là thấy như Phật ngay trước mắt, đấy. Phật tại tiền. Sang năm thứ hai là không biết Phật đâu mất rồi. Đấy, cái tâm người tu cũng hay bị như vậy lắm. Đấy, cho nên chúng ta phải hiểu được cái bệnh của mình để mà chúng ta khắc phục, khắc phục. Thế thì trong kinh Đức Phật mới dạy thế này. Đức Phật lấy cái hình ảnh cái người con dâu mới về nhà chồng. Ở đây ai có con dâu mà ai đã từng làm dâu rồi thì biết, phải không? Những ngày mới cưới xong, ngày đầu tiên mới về nhà chồng, mình cực kỳ chăm chỉ, đúng không? Xăm sắn việc trước việc sau, có khi quên cả ăn. Vì ở nhà thầy có chị dâu, thầy biết. Thầy biết chăm chỉ lắm, độ khoảng một vài tuần đầu chăm lắm, sáng là dậy sớm là cơm nước dọn dẹp quét tuốc rồi là đầy đủ, rất là chu đáo, quý lắm. Thưa đại chúng, ai lúc ấy cũng thương chị dâu lắm. Đấy, được, nhưng mà gọi là 37-21 ngày là cái tính chăm chỉ nó đâu mất rồi. Đấy. Quen rồi, lúc đầu là còn lạ lắm, mình là người mới, cho nên là tất cả ánh mắt cả nhà ta dò xét, cho nên mình chăm chỉ, mình cũng còn đang muốn để lấy lòng mọi người nữa. Thế 37-21 ngày quen rồi, biết rồi, bắt đầu ỉ, bắt đầu là ngại dậy sớm, ngại làm việc, bắt đầu đùn đẩy. Thế trong kinh Đức Phật dạy thế này, Đức Phật khuyên người tu hãy luôn luôn giữ cái tâm trạng như tâm trạng của người con gái lúc mới về nhà chồng, giữ cái tâm ấy suốt đời mình, thì rất là tuyệt vời. Người ta gọi là giữ được cái tâm sơ tâm ấy thì thành Phật không phải là khó. Đó. Nếu mà giữ được cái sơ tâm là cái tâm ban đầu như lúc ngày đầu mình phát nguyện xuất gia thì cái việc thành Phật không phải là khó, không phải là khó. Đấy. Đó, thưa đại chúng. Thì ở đây Phật dạy cũng giống như người con dâu, những ngày đầu về nhà chồng rất chăm chỉ tinh tấn, rất mà làm rất hoan hỉ luôn á, việc nặng việc nhẹ làm hết mà lại vui vẻ. Cái tâm gì mà nó giúp cho mình được như vậy? Thưa đại chúng, cũng là công việc ấy, cũng những con người trong cái nhà này thôi, mà sau ngày đầu mình mới về, những việc cái mình làm băng băng, thức khuya dậy sớm chăm chỉ, có khi ăn đói mà nhịn ăn cho các em ăn mà vẫn làm việc vui vẻ được. Đó, cái tâm gì mà nó làm cho mình lại tinh tấn lên được như vậy? Thế thì người tu cố gắng để nghĩ mà giữ lấy cái tâm ban đầu như thế, như cô gái, cô con dâu mới về nhà chồng. Đức Phật dạy thế. Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, do nhân gì khiến sự phóng dật lười biếng phát sinh trong tâm? Này các tỳ kheo, chính là do tâm tham thụ hưởng dục lạc, tâm thường hay chán nản, bực mình, khó chịu, hay buồn phiền,
ăn uống không độ lượng, thức ăn không phù hợp, ăn quá no, thất vọng, nản lòng, vân vân, là nhân phát sinh ra dã rưởi, lười biếng, phóng túng, bê tha. Nếu không biết cách ngăn chặn và diệt trừ thì chúng sẽ gia tăng như ngựa quen đường cũ. Đấy, Đức Phật nói về cái, cũng nói về những cái nguyên nhân để sinh ra cái tâm lười biếng rẻ ruôi này. Đó là cái tâm mà tham thụ hưởng dục lạc. Cái người tham thụ hưởng dục lạc thì người đấy lại là lười biếng, thưa đại chúng. Đấy, tham thụ hưởng, thích thụ hưởng nhiều thì nó lại sinh lười, nó lại là cái người lười. Còn chính cái người chăm chỉ thì họ lại không đòi hỏi hưởng thụ nhiều. Đấy, đại chúng thấy thật là như vậy đấy. Cái người chăm chỉ siêng nam siêng làm ấy thì họ lại không có cái người là tham lam thụ hưởng đó. Còn cái người mà ham thụ hưởng thì lại hay là cái người lười. Rồi cái người mà hay chán nản, hay bực bình khó chịu, buồn phiền, ăn uống không độ lượng, vân vân, ăn quá no cũng đều là nguyên nhân để sinh ra cái lười biếng dã rưởi đó. Và ở trong đây Đức Phật mới nói là nó còn có mấy cái căn cứ nữa để cho lười biếng nó phát sinh, có 8 cái căn cứ này để lười biếng phát sinh này, cái thời điểm, 8 cái thời điểm này chúng ta cùng nghe. Trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói thế này, có 8 cái thời điểm, cái căn cứ mà sinh tâm lười biếng. Thứ nhất là ta có việc sẽ làm. Đấy, ta có việc sẽ phải làm đấy. Khi mà có việc gì mà dự định làm thì cái bệnh lười biếng cũng có thể xuất hiện. Ta sắp sửa làm việc này, nó nói thầm với chúng ta là thôi hãy đi ngủ đi, để rồi ta còn chuẩn bị làm việc kia, để có sức khỏe để mai làm việc. Đấy, ví dụ đến ngày mai đi, ta không chuẩn bị làm một cái việc gì đấy, thế thì bảo thôi thế phải đi nghỉ đi đã để cho có sức khỏe để làm. Đấy là cái tâm thứ nhất, nó sinh lười. Đấy, đại chúng hiểu không nào? Ví dụ thế, mai vì chuẩn bị leo núi chẳng hạn, núi Bồ Đề đấy chẳng hạn, thế là thôi bây giờ thôi nghỉ đã để mai còn đủ sức mà leo núi. Đấy là lười biếng đấy, thưa đại chúng. Đáng nhẽ tối nay có những việc rất cần phải làm ngay, nhưng bảo mai đi leo núi, thôi tối nay nghỉ đã cho nó khỏe để mai leo núi, mà thế là ta bỏ việc. Thứ hai là ta có việc đã làm, cũng lại là một cái cớ để chúng ta sinh lười, đại chúng nhé. Vì sao? Vì ta đã làm xong một cái việc rồi, ôi thế là ta hôm nay là leo núi xong rồi, bây giờ ta phải nghỉ ngơi chứ. Hay nghỉ ngơi chứ. Đã làm việc này xong rồi phải nghỉ đã, nghỉ ngơi. Cái tâm đấy cũng là cái tâm, một cái dạng tâm lười biếng, thưa đại chúng, nó sinh ra. Rồi lại có cái gì nữa? Ta có việc sẽ phải đi, cũng là cơ hội để tâm lười biếng nó mọc ra. Mình sẽ phải đi đâu, đi đâu đó. Đấy, thế thì thôi, phải nghỉ đã để rồi có sức mà đi. Ta có việc đã đi, ta mới đi đâu về đấy, ôi giờ mới đi đâu về, phải nghỉ đã chứ, ví dụ thế. Đó thì tức là cái tâm này, đại chúng ở đây nói, đương nhiên ở đây mệt thì chúng ta phải nghỉ. Nhưng Đức Phật nói là cái tâm lười biếng bất thiện này, nó nhân cơ hội đấy, nó sẽ được phát triển, nó mọc rễ trong tâm chúng ta. Cái đấy mới cái đang lo. Chứ còn không phải Đức Phật cấm chúng ta không được nghỉ ngơi. Nhưng mà trong cái việc nghỉ ngơi của chúng ta này, nó lồng vào, nó nhen nhóm cái mầm, cái mấm của cái gì, cái cây lười biếng nó mọc ra, thưa đại chúng. Đấy. Rồi gì nữa? Thứ năm là đi khất thực, được thức ăn không như ý. Nhất là các tỳ kheo đi khất thực, hôm nay được thức ăn chả ra gì. Thức ăn hôm nay không ra gì cả, ăn chán quá. Thế là cũng có một cái cơ hội để cho tâm lười biếng sinh ra. Hôm nay ăn uống thế này thì không đảm bảo sức khỏe. Ôi hôm nay nghỉ tu bữa, ăn thế này không đảm bảo sức khỏe. Đây, phải nghỉ, không mệt. Mệt rồi làm ngày mai mốt là không tu được, thế phải nghỉ đã. Đấy cũng là một cái cớ. Cái thứ sáu là đi khất thực, được thức ăn như ý. Khi đi khất thực được thức ăn ngon, về ăn no. Ăn no xong rồi thôi, ăn no này mà đi tu là nó không tốt. Mà đi kinh hành mới đi ngồi thiền nó không tốt. Thôi phải nghỉ đã. Đấy, thế là chúng. Bây giờ chúng ta thấy nào. Thế rồi cái thứ bảy, khi thân thể ít bệnh thì lại khởi ra cái ý nghĩ là mình, thân mình đang ít bệnh này, mình càng phải giữ gìn, càng phải dưỡng sức cho nó khỏe thêm lên. Thôi cho nên càng phải nghỉ, không tu nữa. Đó cũng là một cơ. Rồi khi thân thể có bệnh tật
thì cũng lại là cái cớ. Mình đang có bệnh này mình càng phải nghỉ, phải ngủ để cho nó khỏe, để tu tập. Đấy nhá, thế như vậy Đức Phật nói là có 8 cái căn cứ mà chúng ta thấy hầu như chúng ta ai cũng phải vấp phải những cái duyên này. Phải không? Ai mà chả có việc sẽ làm, chả có việc đã làm, ai chẳng có việc sẽ đi, việc đã đi. À, ai mà chẳng hôm nay ăn thức ăn thì ngon hay thức ăn thì không ngon. À, ai mà chả có lúc thân khỏe, chả có lúc thân bệnh, đều có cớ để cho cái tâm lười biếng nó mọc rễ. Đại chúng hiểu không? Đó, Đức Phật phê phán chúng ta là để cho tâm lười biếng mọc rễ. Cho nên khi chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta phải xem trong cái nghỉ của chúng ta đây là do lười hay là mệt thật mà nghỉ. Nha. Có rất nhiều khi chúng ta tự lừa dối mình, tôi mệt tôi nghỉ. Không phải, cái sức chúng ta vẫn có thể vượt qua được cái chỗ này để tinh tấn hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành công việc được. À, nhưng mà do lười nó mọc ra. Đại chúng hiểu không? Mà tâm lười biếng, cái tâm gọi là giải đãi này, cái tâm rẻ ruôi này nó mọc ra khiến chúng ta sinh lười biếng đấy. Đó, Đức Phật thấy rõ như vậy đấy. Thế và kính thưa đại chúng, chúng ta biết đấy, rẻ ruôi, lười biếng nó là một cái thói xấu rất là nguy hại đối với chúng ta. À, nó làm xói mòn cái tâm trí, nhân cách của con người chúng ta. Do lười biếng cho nên chúng ta không phát triển, không tiến bộ được. Thưa đại chúng, không phát triển, không tiến bộ được, trí tuệ cũng không được tăng trưởng, nhân cách cũng không được thêm lên tốt đẹp, chính do lười biếng, không rèn luyện, không tu dưỡng. Đó, cho nên người ta mới nói là gì, trên bước đường đi đến thành công không có dấu chân của những gì, kẻ lười biếng, là thế đấy. Trên bước đường đi đến thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng. Không có đâu thưa đại chúng. Những kẻ lười biếng mà trên đỉnh cao của thành công không bao giờ có. Không bao giờ có. Cho người ta nói là thành công á, chỉ là 1% thôi là của sự may mắn, còn đâu 99% là sự nỗ lực, là mồ hôi và nước mắt. Đó, chứ không phải là ăn may đâu, may tất cả đâu thưa đại chúng. Chúng ta nhớ ở trên đời này nó phải là mồ hôi nước mắt, là sự cố gắng, là sự tinh tấn, chứ không phải chỉ là ăn may. Những kẻ nào mà ăn may há miệng chờ sung thì có lẽ cả đời không bao giờ thành công được việc gì. Đấy, chúng ta nhớ cái câu này rất là hay, vào rất là hay. Tuy nhiên như thế, nhưng mà trong chúng ta rất nhiều người vẫn cứ để cho cái con quỷ lười biếng nó làm chủ, vào làm chủ, để cho cuộc đời mình nó buông trôi, nó thụ động hoàn toàn. Chúng ta không tích cực, không tự mình dấn thân, không tự mình cố gắng vận động, không đặt mục tiêu cho mình để mình phấn đấu vươn lên. À, không có. Cho nên ấy, cuộc đời mình cứ thế thả trôi. Người ta gọi là lạc trôi đấy, trôi lung tung cả. Không biết là đi đâu, không vô định. Những người lười biếng cuộc đời sẽ như vậy. Và tất nhiên chúng ta biết rồi, theo nhân quả của Phật giáo mình thì những người lười biếng như vậy thì sao? Đi đến chỗ đọa lạc. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác ấy, Phật dạy sao? Giải đãi trụy lạc, hễ biếng lười thì trụy lạc, tinh tiến lên mới trừ được tội ác. Bất kể ai biếng lười đều đi đến chỗ trụy lạc. Trụy là xa xuống, lạc là rơi mà rụng. Đó, thưa đại chúng, đều xa đọa. Cho nên ở đời này bắt buộc nếu người nào có trí tuệ thì phải tự rèn cho mình cái đức tinh tấn, cái sự chăm chỉ. Ngày xưa hồi thầy còn bé, thầy đã tự hỏi là tại sao lại có những người, người ta lại có một cái sức chăm chỉ, một cái sự tinh tấn cố gắng như thế. À, tại sao? Ai cho? Liệu trời có ban cho người ta một cái đức tính rất là cố gắng, rất là chăm chỉ thế không? Thế còn có rất nhiều người thì rất trì trệ, lười biếng, thụ động vô cùng. Và về sau khi học Phật, thầy mới phát hiện ra không phải trời ban cho. Cái sự cố gắng, cái sự chăm chỉ, cái sự tinh tấn hoàn toàn là một sự rèn luyện hết. Mỗi ngày đều cố gắng, mỗi ngày đều rèn luyện thì sẽ thành người chăm chỉ. Thế thôi, chứ không phải trời ban cho. Ông trời không ban cho ai cái đức tính ấy. Riêng cái tinh tấn không có ai ban cho cả, mà phải chính mình cố gắng.
Cho nên tại sao những cái cháu bé, Thầy thấy, Thầy có xem một số những cái clip những cháu bé mà nó bị tật nguyền ấy, nó bị chân nó bị tật nguyền, tay nó bị không có tay, nó phải dùng chân để làm việc, để đan lát, để khâu vá, để làm việc vất rất là cố gắng rèn luyện. Tại chúng thấy là một sự cố gắng gọi là bật máu ra đấy mới được. Chứ nhiều khi chúng ta đầy đủ chân tay, chúng ta lại lười biếng. Thế và chính lười biếng nó giết chết, nó xói mòn cái tâm hồn chúng ta. Nó làm cho chúng ta trở nên kém cỏi đi. Nhân cách chúng ta không bao giờ tỏa sáng được, chính do sự lười biếng này. Cho nên tất cả những ai thành công đều là một sự rèn luyện, đều là một cái sự hết sức cố gắng, hết sức tinh tấn, nỗ lực thật sự đấy, thưa đại chúng. Đức Phật mới dạy, này các tỳ kheo, bất cứ ai sống chỉ vì mục đích thỏa mãn sự tìm cầu khoái lạc ngũ trần đầy quyến rũ, không biết phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống, hôn trầm dã rượi, lười biếng thụ động, thiếu kiên trì tinh cần, người ấy chắc chắn sẽ bị ma vương lôi đi như cành cây yếu mềm trước ngọn cuồng phong. Đó, Đức Phật dạy rất rõ. Tất cả những ai sống mà chỉ vì cái mục đích để thỏa mãn cái khoái lạc ngũ trần của mình thôi, không phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống, để cho tâm mình dã rượi, lười biếng, thụ động, thì người này chắc chắn sẽ bị ma vương sẽ lôi cuốn đi, lôi đi. Nó sẽ trói, nó lôi đi. Đấy. Như là gió, nó thổi, nó cuốn cái cành cây yếu mềm vậy đó. Đấy. Này các tỳ kheo, ai dù sống 100 năm, nhưng lười biếng và phóng dật thì chẳng sánh bằng người chỉ sống 1 ngày mà kiên trì tinh tấn. Đấy, Đức Phật so sánh. Người sống cả 100 năm mà lười biếng, phóng dật thì không bằng người ta sống đúng 1 ngày đó mà tinh tấn, mà kiên trì. Đấy, thưa đại chúng, cái giá trị cuộc sống nó khác nhau. Người ta sống 1 ngày ra sống, còn hơn anh sống cả 100 năm không có giá trị. Dẫu gọi thì người ta gọi là gì? Dẫu cho 1 phút gì huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói cả 1000 năm ở chỗ đó đó. Tức là sống nó xứng đáng. Thầy nói là sống nó phải có lửa, sống phải có nhiệt huyết. Mà Thầy muốn tất cả Phật tử, tăng ni Phật tử chùa chúng ta phải sống có cái nhiệt huyết như vậy. Sống ra sống, dù nghèo cũng sống xứng đáng. Chứ không phải nghèo không sống xứng đáng cái nhân cách con người đâu. Thế nào ta cũng sống xứng đáng, hết lòng. Thầy Thái Minh cũng thế. Thực sự Thầy từ lúc đi tu, Thầy cũng là một cái người rất là khó khăn chứ. Là một công chức nghèo, phát tâm đi tu. Nhưng bây giờ một đạo tràng lớn thế này, Thầy nghĩ cũng phải từ cái sự cố gắng của mình. Nếu ngay những ngày đầu bước chân về chùa Ba Vàng này, thấy những cái sự khó khăn như vậy mà Thầy chùn bước, Thầy ngại, Thầy chán, buông bỏ, thì làm sao có đạo tràng như bây giờ. Hết sức cố gắng. Và trong các Phật tử chúng ta bây giờ rất nhiều, Thầy thấy rất nhiều những tấm gương tinh tấn cố gắng tu tập, hết sức xả thân vì công việc, xả thân trong việc tu tập nữa, phụng sự chúng sinh thật sự. Đó là những cái mà rất đáng tuyên dương, rất đáng khích lệ. Đức Phật lại dạy, những người luôn ngủ gục biếng nhác, ngáp dài thì không thể nào bước trên con đường thánh. Những pháp tiêu cực và thụ động này không tương ưng và không liên hệ đến mục đích giải thoát và con đường đưa đến giải thoát. Ngủ gục, nhác, ngáp dài, không vui ăn quá độ, ở đây đối chúng sinh, thánh đạo không hiện lộ. Đấy, chúng. Đấy, trong kinh Đức Phật dạy, kinh Pháp Cú Đức Phật dạy. Những cái người tu mà suốt ngày chỉ gật gà, gật gù, ngủ gục thôi, ngáp ngắn và ngáp dài, tâm trí thì thường dầu dĩ, thường oán giận, oán trách, không vui, ăn uống thì vô độ, ở đây thì đối với chúng sinh này, thánh đạo không hiện lộ. Con đường thánh không bao giờ hiển lộ đối với những người như thế này. Chúng ta muốn thấy được con đường thánh nó hé mở ra thì chúng ta phải trừ bỏ cái tính lười biếng này. Và rất nhiều những cái lời kinh Đức Phật dạy, người ưa ngủ ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Đấy, Đức Phật dạy. Cái người ưa ngủ,
mà ăn lớn tức là ăn nhiều, nằm lăn lóc qua lại, ăn no rồi thì nằm lăn lóc bên này bên kia, thì chẳng khác gì con heo no bụng, kẻ ngu cứ nhập thai mãi. Cái người ấy không có trí tuệ, quả thật lười biếng là không bao giờ trí tuệ mình phát triển được. Ở đây Thầy nói là lười biếng, cả lười biếng trong tư duy đấy. Hôm trước Thầy đi, Thầy có gặp một bác nguyên lãnh đạo cao cấp. Bác nói rất là hay. Bác bảo chúng tôi nghĩ rằng về hưu á, không phải là đã hết giá trị. Nếu mà về hưu vẫn tiếp tục cống hiến, vẫn tiếp tục rèn luyện mình, thì mình vẫn còn rất nhiều giá trị đóng góp cho xã hội được. Và không phải rèn luyện thể dục là chỉ thể dục tay chân, không chỉ là cơ bắp, mà phải thể dục cái tâm hồn này, cái trí tuệ này. Phải bắt cái óc của mình, cái trí của mình tiếp tục nó làm việc. Bác về bây giờ bác vẫn viết sách, vẫn tham gia các công tác xã hội rất là tốt. Và bác tặng Thầy cuốn sách rất là hay. Cuốn sách gọi là Cho và Nhận. Đó, rất là hay. Đấy. Và Thầy mới thấy là đúng, cái người mà khi nghĩ mình nghỉ hưu rồi ấy, là nghỉ hết, không làm gì nữa, là nghĩ bây giờ là mình nghỉ ngơi, thì người này sẽ già rất nhanh, sẽ bệnh rất nhanh. Đừng nghĩ hưu nghĩa là hưu thật, hưu vẫn tiếp tục cống hiến, vẫn tiếp tục làm việc, thì nó mới được chứ. Ở đây Thầy nói cái máy ấy, mà để cho nằm yên nó gì nhanh hơn là cái máy hoạt động, đúng không đại chúng? Nó vậy đấy. Cái máy nó có hoạt động thì nó có dầu, có mỡ, mà nó hình như điện nó chạy đi, nó làm cho cái máy nó trơn tru hơn, tốt hơn. Còn cái máy mà cứ bỏ không, không làm gì, nó hỏng nhanh hơn là cái máy có làm việc. Tất nhiên cái máy có làm việc cũng phải điều độ. Đó. Thì đấy, thì bác cứ nói với Thầy là không phải cái cuộc đời về hưu là hết giá trị rồi đâu. Phải tiếp tục vẫn cống hiến, vẫn cống hiến. Đó. Trong kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật có dạy nguy hại của cái sự lười biếng rẻ ruôi thế này. Này gia chủ tử, quen thói lười biếng có 6 sự nguy hại. Thứ nhất là quá lạnh, không làm việc. Thứ hai, quá nóng, không làm việc. Thứ ba, quá trễ, không làm việc. Thứ tư, quá sớm, không làm việc. Thứ năm, quá đói, không làm việc. Thứ sáu, quá no, không làm việc. Trong khi những công việc phải làm thì lại không làm. Tài sản chưa có, không xây dựng nên được. Tài sản đã có thì bị tiêu tán. Này gia chủ tử, quen thói lười biếng có 6 sự nguy hại như vậy. Đó, chúng ta thấy không? Cái lười biếng nó xâm nhập vào tất cả mọi việc đấy. Đúng không? Lạnh quá thôi, không lạnh quá, không đi làm nữa. Đúng không? Nóng quá đây, mùa hè đây đang nóng này. Nóng quá thôi, không đi học Pháp nữa. Ngồi trên chùa nóng lắm, không có quạt. Ví dụ thế, không đi học Pháp nữa, lười. Thế rồi gì nữa? Trễ giờ rồi thôi, không đi nữa, không làm nữa. Hay sớm quá, vẫn đang sớm quá, không làm nữa, nghỉ đã. Đói quá, không làm nữa, no quá, không làm. Đấy, chúng ta thấy không? Nhưng mà cái gốc ở đây ấy, gốc ở đây đó là chúng ta nuôi dưỡng cái tâm lười biếng. Cho nên ấy, tất cả đại chúng, tăng ni cũng như Phật tử phải khắc trong tâm mình hai chữ tinh tấn. Nào, đặt hai chữ tinh tấn, tinh tấn, tinh tấn. Đấy, lúc nào tới lúc mà nó chuẩn bị ngại việc, chuẩn bị sợ việc, thì chúng ta đè lên hai chữ tinh tấn, gọi là demo đấy, phải đè giống như cái máy ấy, mình phải đè đấy. À, tinh tấn này. À, Đức Phật cũng thế đấy, Ngài cũng dạy cho tỳ kheo phải biết như thế. À, đó, thì chúng ta phải khéo cái tâm trí của chúng ta, mà nó nhiều khi ấy, nó quyết định rất nhiều cái hành vi của chúng ta. À, cho nên các cụ mà nói là gì, tâm trí không thông thì bình tông không mang nổi, là thế. Cái tâm của chúng ta chỉ cần chúng ta bảo tinh tấn thì nhiều khi tự nhiên ta làm được việc rất là tốt. Còn tâm này mà nó lười biếng, nó trễ nải, nó dã rượi rồi là không làm được việc luôn. Đó, cho nên chúng ta tự rèn cho mình cái phẩm chất tinh tấn. Đại chúng hiểu không? Phẩm chất tinh tấn phải tự mình rèn. Đó, phải cố gắng tinh tấn trong mọi việc đấy, chứ không phải không đâu. Đúng không? Tinh trong mọi việc đấy, trong mọi việc. Thầy nhớ có lần cái hồi mà Thầy còn học cấp 3, hồi là học ở cái trường chuyên ở Hải Dương đó. Thì hôm ấy là hai mấy Tết, 26 Tết thì được nghỉ về ăn Tết. Thì từ Hải Dương về nhà Thầy là nó dài, nó đi khoảng độ gần 20 cây gì đó. Thế thì hôm ấy là Thầy ra ga mua vé tàu thì hết vé tàu.
mà học sinh nghèo mà cũng tiết kiệm lắm. Thế thầy bảo thôi hết tàu nhưng mà quyết định hôm nay phải về, vì hôm ấy là có dành được một ít tiền học bổng, đi chợ mua được đâu một cân mấy thịt ba chỉ về để cho mẹ gói bánh chưng. Thế thì phải mang thịt về, không nó ôi mất. Thế bây giờ hết tàu rồi, từ Hải Dương nó chạy lên Hà Nội nó hết tàu rồi, thầy quyết định hôm nay sẽ đi bộ về. Đấy, mà đi bộ như vậy là gần 20 cây số, lần đầu tiên trong đời thầy đi, nhưng thầy bảo quyết định phải đi. Thế là cậu bé cứ lùi lũi đi thôi, mà dọc đường tàu hỏa nó nắng chang chang, nó vắng, cũng sợ, cũng có lúc đi qua những cánh đồng không cũng sợ. Thế nhưng mà cứ kiên trì đi về đến nhà, đấy chưa biết đâu, về đến nhà đưa được cân thịt cho mẹ rồi là về sau đó cái chân thầy phồng rộp luôn. Coi như cái Tết là không đi chơi đâu nữa, phồng rộp hết luôn. Đại chúng thế. Đấy là, nhưng mà thầy nghĩ thầy rất là vui, vì chính mình lúc ý mình vượt qua được cái ngại, vượt qua được những cái khó khăn của chính mình. Cái đó rất là cần thiết. Cho nên mỗi người trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày phải tập để vượt qua chính mình, những cái chướng ngại của chính mình. Đại chúng thấy đó, dòng điện mà muốn chạy được nó phải vượt qua cái gì? Cái điện trở. Trong dây điện nó có những cái cản trở. Dòng điện muốn thông được nó phải vượt qua được cái điện trở đấy. Không? Vượt qua những cản trở đấy thì dòng điện mới thông, đèn mới sáng được. Điện mà không đi qua được những cái điện trở thì không bao giờ đèn sáng được. Không? Đó. Thế cho nên ấy, chúng ta cũng thế. Chính trong tâm chúng ta phải vượt qua được những cái trở ngại của tâm chúng ta. Cái lười biếng là một trong những trở ngại của tâm chúng ta. Chúng ta phải vượt qua thì chúng ta mới có thể thành công được. Còn nếu không thì rất là khó. Không vượt qua được những chướng ngại ấy, chúng ta không thành tựu được những cái mục đích mình đặt ra, không thành tựu được. Đó. Thế và cũng trong kinh Đức Phật cũng lại dạy với 8 cái căn cứ mà lười biếng sinh ra, thì Đức Phật khuyên chúng ta ngay trên 8 cái căn cứ đó. Ví dụ ngày mai có việc phải làm thì ta phải nghĩ mai ta có việc phải làm đấy, cho nên hôm nay ta phải tu tinh tấn đi. Không mai làm rồi là không còn thời gian để tu nữa. Mai bận việc này rồi cho nên hôm nay phải tu đi. Hay là bây giờ có việc đã làm xong thì lại nghĩ là gì? Hôm qua bận việc ta phải làm việc đấy, cho nên hôm nay ta phải tranh thủ ta tu đi, ta tranh thủ ta làm việc đi. Nghĩa là cũng căn cứ trên những cái sự kiện đấy ta đổi cái tâm mình thôi. Nghe không? Trước đây để tâm lười biếng làm chủ thì nó xui mình, thôi đừng làm nữa, nghỉ đi cho nó khỏe. Còn bây giờ chúng ta không phải làm, không làm thì là không còn cơ hội nữa đâu, phải làm thôi, phải tu thôi. Đó, đấy là cái cách đổi tâm thưa đại chúng. Thế và một cái nữa để chúng ta rèn cái đức tinh tấn, trừ bỏ cái lười biếng, đó là chúng ta phải thực tập cái kham nhẫn. Thực tập kham nhẫn chính là cái hạnh đầu đà của chư Tăng ấy, là cái hạnh kham nhẫn giúp chúng ta tinh tấn rất nhiều. Cho nên trong nhà thiền có câu là gì? Tiến đạo nghiêm thân, tam thường bất túc. Để tiến đạo thì phải mà nghiêm thân được thì phải tam thường bất túc. Ai tu hành muốn cho con đường đạo của mình tiến bộ, muốn cho thân tâm mình nó được trang nghiêm thì phải tam thường bất túc. Tam thường tức là ba cái điều này không nên quá đủ. Bất túc là không nên đủ luôn ấy, chứ không phải là quá đủ đâu. Ba cái không nên đủ là gì? Một, ăn không nên đủ, phải thiếu một chút. Mặc cũng không nên đủ, ngủ cũng không nên ngủ đủ. Tam thường đấy thưa đại chúng. Cái điều này không phải thầy nghĩ là chúng tăng mới áp dụng đâu, Phật tử tại gia cũng nên áp dụng, cũng tốt cho mình. Ăn cho no đấy tẽ ra thì lại lười rồi. Mặc thì mấy chục bộ quần áo thì suốt ngày chỉ việc chọn mất thời gian chọn áo chọn quần cũng chết. Đấy, và là ngủ, ngủ gọi là ngủ cho thật gọi là thẳng căng ra thôi, ngủ cho móng mắt lên thì hỏng mất rồi, không thể còn làm việc gì nữa. Cho nên là ăn mặc ngủ ba cái này không nên để cho nó đủ, phải để cho nó hút hút, nó đói thiêu thiếu một chút mới được. Đấy cũng là một cách trong cách mà rèn luyện những cái con vật nuôi. Con vật nuôi mà cho nó ăn no quá rất khó dạy, phải để cho nó đói mới dạy dễ dạy. Đấy là chúng thử mà xem, từ con chó cho đến con trâu, con voi, cái người nài voi người ta cũng thế, phải để cho nó ăn đói chứ không cho ăn no mới dạy nó được. Ăn no không dạy được. Mấy con cá heo ở cung cá heo đấy mà cho nó ăn no rồi nó không bơi nữa, không bao giờ nó làm, phải để nó đói dữ dữ nó thôi thì nó mới làm.
Đó. No rồi nó đi nằm ngủ chứ. Mấy con khỉ đấy mà cho ăn no, nó không, nó đi nó nằm. Vậy đó. Thế thì một cái cách để chúng ta, cái người tu cũng thế, để cho mình được nghiêm thân tiến đạo thì phải tam thường bất túc, phải nhẫn, phải nhẫn lên như vậy đấy. Đấy, cho nên cái hạnh đầu đà nó khiến cho chư tăng tinh tấn được, cho đại chúng khi kham nhẫn được, chịu được những cái khổ này thì nó có một cái sức tinh tấn. Đại chúng hiểu không? Cái sức tinh tấn, tinh tấn nó có thể vượt qua được những cái khác. Nhờ có cái đà mình kham nhẫn được, lấy cái này làm đà để vượt qua những cái chướng ngại khác, chướng ngại của tâm đó. Cho nên cái hạnh đầu đà nó quý là như vậy, nó bổ túc được cái tinh tấn cho một người và nó trừ diệt được cái lười biếng cho người tu hành đó. Thế và trong kinh Đức Phật dạy rất nhiều cái để chúng ta trừ bỏ cái tính lười biếng này. Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, làm thế nào để đoạn tận những cái tâm lười biếng này? Này các tỳ kheo, muốn diệt trừ chúng thì phải thường xuyên quan sát tâm mình. Khi dục ái phát sinh thì phải điểm mặt chúng. Khi sự thèm khát phát sinh thì biết kham nhẫn để vượt qua, tập sống thanh bần đạm bạc. Khi gặp thử thách cám dỗ phải thấy sự nguy hiểm đang đe dọa mình và biết đưa tâm về hướng khác. Được như thế thì sẽ sớm thoát khỏi sự dã rượi, phóng túng, buông lung, lười biếng. Đấy là những cách Đức Phật dạy, phải không? Và Đức Phật nêu cái gương của Ngài ngay. Ngài nói: này các tỳ kheo, trước khi chứng quả vô thượng bồ đề, lúc bắt đầu tọa thiền, ta phát lời thệ nguyện rằng, dù cho thịt nát, máu khô cạn, thân còn da bọc xương, nếu chưa đắc thành chính giác, ta thề quyết không từ bỏ tinh tấn và không rời khỏi chỗ ngồi này. Đó, ngay dưới gốc cây bồ đề. Sau khi xuống dòng sông Ni Liên Thuyền tắm, xong rồi Ngài lên gốc cây bồ đề, Ngài xếp cái cỏ cắt tường để Ngài ngồi thiền. Ngài nguyện rằng, nếu ta ngồi nơi đây thiền định mà chưa đắc thành chính giác, thì dẫu cho thân này có tan thành, tan nát, mà máu khô, huyết cạn tất cả, ta cũng không rời chỗ này. Ngài phát nguyện như vậy. Đến khi nào mà đắc thành chính giác, Ngài mới đứng dậy. Đấy, dũng mãnh lên như vậy, thưa đại chúng. Thực sự đấy, đúng là người tu, người con Phật chúng ta cũng nên huân tập những cái câu như thế này vào trong tâm chúng ta. Gieo những câu như này vào trong tâm chúng ta, nó biến thành hạt giống tinh tấn cho chúng ta. Cái người suốt ngày chỉ nghe những cái lời ủy mị, không bao giờ có được cái sức mạnh tinh tấn về tinh thần. Đó. Người Phật tử là không nên nghe những cái bài nhạc ủy mị, gọi là ướt át ủy mị, ta tránh, nó không lợi ích cho tâm hồn. Những câu nói của Đức Phật này nó khiến cho tâm hồn chúng ta mạnh mẽ, nó có khí chí, nó vươn lên. Đó. Đó. Rồi Đức Phật lại dạy: này các tỳ kheo, cần phải quan sát sự khổ do vô thường. Tỳ kheo muốn thấy rõ khổ do vô thường thì phải quán sự hiểm nguy sẽ chờ đợi ta. Vì lúc nào thân tâm còn lười biếng, thụ động, sống buông lung, phóng túng, càng ham ăn mê ngủ, lười nhát, thụ động, không khác nào lưỡi gươm bén nhọn đang chờ đợi tên đao phủ rút gươm ra trong giây phút hành quyết tội nhân. Đó, chúng ta phải quán vô thường, nghe không? Thì chúng ta mới tinh tấn được. Cho nên chiều mình đều đọc cái bài kệ vô thường đấy. Ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần, như cá cạn nước, có gì là vui? Đại chúng phải siêng tinh tấn như cứu lửa cháy đầu. Wow. Chỉ nhớ vô thường, chớ có buông lung. Một ngày qua đi là mạng sống mình ngắn rồi. Wow. Chẳng biết thực sự, vì chưa ai ở đây biết cuộc đời mình được sống bao nhiêu ngày. Nhưng mà chúng ta biết rõ một ngày qua đi là mạng chúng ta bị trừ đi mất một ngày. Cái chết đến lại gần rồi. Thế thì phải tinh tấn thôi. Wow. Phải cố gắng, mất một ngày là uổng một ngày. Thời gian không lấy lại được. Thời gian không lấy lại được. Đức Phật lại dạy: này các thầy tỳ kheo, ban ngày thì nỗ lực thực tập thiện pháp, không để thì giờ lướt mất, đầu đêm cuối đêm đừng phế bỏ, giữa đêm lại phải tụng niệm để tự tiêu trừ điều ác, sinh trưởng điều thiện. Đừng vì lý do ngủ nghỉ mà để đời mình trôi đi, không được một chút lợi ích gì.
Hãy nhớ ngọn lửa vô thường đốt cháy thế gian, sớm cầu tự độ, đừng ham ngủ nghỉ. Các thầy nỗ lực tinh tiến thì không có việc gì khó. Thế nên các thầy phải thực hành sự nỗ lực tinh tiến. Nước nhỏ mà chảy mãi thì có thể xuyên thủng cả đá. Nếu như người hành đạo mà hay biếng nhác, phế bỏ thì cũng như kéo lửa chưa nóng mà đã ngừng. Dầu thiết tha có lửa, lửa cũng không có được. Các thầy đối với mọi thứ công đức, các thầy hãy thường xuyên nhất tâm tu tập, tránh sự phóng dật như tránh giặc thù. Đó, chúng ta thấy Đức Phật lúc nào cũng thế, nhắc đệ tử phải tinh tấn. Và cái phẩm chất tinh tấn chúng ta thấy gần như trong cái gì cũng có. Trong tứ niệm xứ cũng phải có tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác. Trong tứ niệm xứ tứ gì? Chánh cần cũng là tinh tấn. Và tứ như ý túc cũng có tinh tấn. Và ngũ căn ngũ lực đều có tinh tấn. Cho đến thất bồ đề phần bát chính đạo đều có cái chi phần tinh tấn trong đó. Tức là phải dứt lười biếng. Tinh tấn tức là không lười biếng. Thế cho nên đại chúng thấy cái chữ tinh tấn nó rất là quan trọng. Mấy ngày hôm nay chùa đang ra sức để chuẩn bị các công việc cho đại lễ Phật đản. Mọi người đang rất tinh tấn cố gắng, rất là mệt đấy thưa đại chúng. Nhưng mà thầy biết mọi người cũng rất cố gắng, mong làm sao hoàn thành công việc tốt đẹp để được đón mọi người về nhà lớn. Ai ai cũng tinh tấn. Thế cho nên Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, các thầy phải ý thức toàn bộ cuộc đời là chuyển biến vô thường, có kết hợp thì có tan rã. Ngược lại, cuộc đời như thế thì các thầy phải nỗ lực tinh tấn để sớm cầu tự độ, đem ánh sáng trí tuệ diệt trừ hắc ám vô minh. Vũ trụ này quả thật là mỏng manh, không một thứ gì bền chắc cả. Như Lai được diệt độ thì cũng giống như trừ được cơn bệnh khủng khiếp. Đây là vật tội ác, đáng bỏ, giả hiệu là thân thể mà lại chìm ngập trong biển sinh già, bệnh chết. Như thế, người có trí tuệ ai lại không hoan hỷ khi trừ bỏ được cái thân này như trừ bỏ kẻ thù. Các thầy tỳ kheo hãy thường nhất tâm, nỗ lực tinh tấn, cần cầu trí tuệ giải thoát. Đó. Thì chúng ta thấy Đức Phật, cái câu kinh này là câu kinh Đức Phật dạy các thầy trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Ngài cũng nhắc tăng chúng phải tinh tấn. Thế gian này nó rất mong manh, rất vô thường. Đại chúng thấy rồi, quả đất của chúng ta đấy, thế thôi nhưng rất mong manh, giòn bở, không biết nó vỡ lúc nào, nó sụt lúc nào, nó động đất một cái. Dân chúng ta ở đây lâu rồi không chứng kiến động đất. Ở Nhật Bản thì thường xuyên động đất, rất là sợ. Mà đã động đất thì còn biết chạy đi đằng nào? Tất cả đều ở trên mặt đất hết, chạy ra đường cũng chết. Phải không? Chạy lên núi thì nó động đất, núi cũng sụp cũng chết. Động đất rồi chỉ còn mỗi cái máy bay thôi, mà máy bay lúc ấy ở đâu ra bây giờ mà bay lên. Đó. Cho nên chúng ta thấy, để thấy được cái thế gian này nó mong manh, mỗi người đều ý thức được điều này để tinh tấn tu tập. Thân người thì rất là khó được mà dễ mất, cho nên mỗi người đều phải trừ đi cái tính lười biếng của mình, tiến tu, nghe không? Và kính thưa đại chúng, qua phân tích bài kinh này chúng ta cũng biết ai cũng thấy lười biếng là một thói xấu, là một tính xấu, là một tập khí xấu. Mà lười biếng dẫn đến nghèo đói, dẫn đến trì trệ lạc hậu và các tệ nạn xã hội cũng gia tăng. Thường mấy anh ăn trộm ăn cắp thường là những anh lười làm, có phải không? Lười làm muốn có ăn sẵn cho nên đi móc túi đi ăn trộm ăn cắp. Đấy, từ anh lười cho nên gọi là lười biếng, nó sa đọa là vậy đó. Trong mọi lĩnh vực đời sống thôi, chúng ta biết muốn thành công đều phải trừ bỏ sự lười biếng, tích cực làm việc, tích cực làm việc. Và xã hội luôn luôn tôn vinh, ngợi khen những cái người chăm chỉ, những người lao động tinh tấn ấy, xã hội rất là tôn vinh. Các nhà tư tưởng thì người ta nói là cái người mà yêu lao động, yêu lao động ở đây là cả lao động chân tay lẫn lao động trí óc đó, thì người ta gọi đấy là cái cơ sở cho sự tiến hóa. Nhà thiền mình thì nói sao? Luôn đề cao hạnh tinh tấn trong sự tu tập, kể cả là trong cái việc làm. Ví dụ bên Thiền Tông Trung Hoa ngày xưa đấy,
các sư mà không đi làm ngày hôm nào, không làm ngày hôm đó không ăn luôn đó, cho nên gọi là nhất nhật bất gì à, tác thì nhất nhật bất thực, một ngày không làm là một ngày không ăn đó. Các sư ở trong các thiền viện ngày xưa là thế đấy, không lao động không làm là không ăn đâu, chứ không phải chuyện thường. Thế và phải khắc cái chữ tinh tấn đó, lên trên trán mình, khắc vào trên trán mình để nhớ mà tu đó. Đó, và chúng ta là người con Phật thì rất cần ý thức sâu sắc cái chữ này. À, có tinh tấn mới có thể tiến đạo, có tinh tấn mới có thể thành công. À, không tinh tấn không thành tựu được, mà ngược lại của tinh tấn là lười biếng. Mà lười biếng thì rất là dễ, trong tâm chúng ta rất là sẵn cái hạt giống lười biếng. Thế nên chúng ta phải ý thức nó, thấy sự nguy hiểm của lười biếng để chúng ta quyết tâm trừ bỏ lười biếng, trừ bỏ lười biếng. Và có như vậy thì chúng ta mới có thể đạt được cái mục đích của chúng ta trong đời này. Và ngay trong đời này ta phải được hưởng những cái lợi ích của Phật Pháp. Và muốn như vậy thì chúng ta phải trừ bỏ sự lười biếng, trừ bỏ sự rẻ rui và tinh tấn tu hành, nghe không? Tinh tấn trừ lười biếng. Đó, thì Thầy chúc toàn thể đại chúng, nghe không? Tinh tấn, luôn luôn tinh tấn và mãi mãi tinh tấn, nha. À, kính thưa đại chúng, nhân đây Thầy cũng thông báo luôn, tức là theo cái chương trình của chùa chúng ta thì Đại lễ Phật Đản chùa chúng ta sẽ diễn ra trong 2 ngày của tháng 4 âm lịch, là ngày mùng 7 và ngày mùng 8. Trong ngày mùng 7 thì có lễ đặt bát, xớt bát, cúng dường chúng tăng. Đấy, và sau đó buổi chiều mùng 7, chiều tối mùng 7 thì có chương trình văn nghệ kính mừng Phật Đản. Sau chương trình văn nghệ là chương trình rước xe hoa Phật Đản, đó, buổi tối. Ngày mùng 8 thì đại lễ chính, đại lễ Phật Đản chính thức diễn ra buổi sáng ngày mùng 8, 8 giờ, 8 giờ 30. Đây là lịch trình là 8 giờ, đó, là diễn ra đại lễ Phật Đản. 14 giờ, tức là 2 giờ chiều là chương trình diễu hành, diễu hành cùng với xe hoa Phật Đản. Sau khi diễu hành xong thì sẽ là chương trình rước đăng cúng dường Phật Đản. Đó, thế thì hai cái chương trình này là tất cả các đạo tràng đều có thể về tham gia được nhé. Các Phật tử thì đã được từ trên câu lạc bộ cũng hướng dẫn các cái công tác chuẩn bị rồi. Thế thì chúng ta cố gắng làm cho thật tốt, chuẩn bị một cái tinh thần về đón mừng ngày Phật Đản. Và trong thời gian này thì chùa rất là cần nhân lực để phục vụ cho công tác chuẩn bị, giúp cho công tác chuẩn bị đấy, đang thiếu đấy. Trên đạo tràng nào ai có thời gian xếp được thì cố gắng về chùa nhé, để mà phụ giúp công việc đối với ban tổ chức. Và các cái việc mà thắc mắc về việc sự kiện Phật Đản chúng ta đấy, thì các Phật tử sẽ liên hệ với ban tổ chức có số điện thoại nha. Ở đây thì Thầy đọc qua thì số điện thoại của ban tổ chức Đại lễ Phật Đản là 033 877 6226. Đấy, 033 877 6226. Các đạo tràng có thắc mắc gì ấy, thì chúng ta có thể hỏi vào cái số điện thoại này 033 877 6226, hoặc là liên hệ với ban chi khách của chùa nhé, để được giải đáp các cái thắc mắc. Và chương trình về chùa như thế nào thì về đến chùa ban tổ chức người ta sẽ sắp xếp cho chúng ta. Chúng ta thực hiện nghiêm túc, vì năm nay thì Thầy nghĩ là có thể sẽ cái lễ Phật Đản có thể còn đông hơn cả cái năm 2019 của chúng ta nữa. Thì các Phật tử chúng ta đã sẵn sàng tinh thần hết rồi, nghe không? Và mấy năm Covid này mọi người cũng không được về nhà lớn, thì chắc là năm nay là mọi người sẽ về đông đấy nhé.